để dành mua cho nó đi. Nhiều nhiều lần dữ vậy, có gì đâu bạn bè giúp đỡ nhau mà. Nè, tao nói tao không có lấy mà. Lấy đi, có gì đâu. Ủa tao có như đây à? Thì đủ mua đồ phộng. Hai đứa mày vô vô công viên á, vừa ăn vừa lãng mạn, vậy là vui rồi. Thôi được rồi, chừng nào có tao trả lại cho. À, trả gì cũng biết nữa. Mà chừng nào Phong nó lên vậy? Nó nói là hôm nay nè. Thằng sướng thiệt nha, mới vừa thi xong cái không cần coi kết quả gì trơn á, ba má điện lên cái dọn về quê liền. Số để một điều sao? Đúng rồi, con cưng mà, con một nè. Mà tao đang chắc á là mày với nó thế nào á cũng đậu lại U rồi. Còn tao nè, sao cũng được, qua là được rồi. Chuyện nào cũng lên cho đồ. Mày sao vậy? Tao đã nói là hôm nay nó lên mà. Mày hôm nay có bị gì không? Nói tao biết đi. Trời ơi, trái với quần của tao. Anh làm biết tình. Thôi. Trả chưa? Chưa. Thôi để tao hủy cho. Hủy xứ nào mới lên. Hôm nay mày có chuyện gì không? Nói thật cho tao biết đi. Gì mà cứ im ỉm hoài. Có gì đâu. Có gì đâu, có gì đâu. Rồi nè, buồn ngủ xong rồi đó. Trời ơi, nước không ổn nổi. Mẹ ăn quân nè. Tao ăn hết rồi mà. Mẹ ăn nữa không? Tao nấu. Không, tao không ăn. Sơn gì? Chắc là sắp tới tao tao sao? Ai rảnh ra nhận quà không? Tần Phong lên. Nhắc tới là nó lên rồi. Cái đồ cũ, cái đồ cũ. Mang đồ gì cho tao không? Nhiều lắm, nhiều lắm. Ê, phải dẹp cái bàn, dẹp cái bàn. Ây chà. Trời ơi. Gì á, đồ gì nhiều vậy? Nhiều lắm, nhiều lắm. Má, má tao gửi đồ dưới lên cho tao là sẵn cho tụi bay ăn luôn. Khoan từ từ. Hấp tấp quá. Đây, đây, đây. Chết trôi quá. Dạng liền được nè. Ừ. Đó, còn cái này nữa. Ổi vườn nhà nè, nha. Còn cái này nữa cho tôi đặt tắt tiếng luôn. Còn cái này nữa nha, đặc biệt nha. Cái gì vậy? Thèm khô cá sặc. Ừ. Rồi cái này á chiên lên nè, nước cốm xoài ngon lắm á. Đây hết sảy luôn tao. Còn nữa, gạo rồi nếp đủ hết trơn rồi á. Đây, bây giờ ăn cái này trước đi, con này để dành ha. Rồi để tao báo cho tụi mày biết một tin còn đặc biệt hơn, hấp dẫn hơn nữa kìa. Tin gì? Mày sắp lấy vợ hả? Dám mà vợ con gì giờ này? Quay. Chuyện gì? Tao xin long trọng tuyên bố cho tụi mày biết, ngày hôm nay lên đây tao sẽ đi mua một chiếc xe máy. Ủa, tin vui sao tụi mày lạnh tâm vậy? Wow, đã nghe tao sợ mới, chạy gì vậy? Đòi biết ta, nhất rồi á. Trời ơi, ba má tao á, phải để dành dụng chắc bót bao nhiêu lâu mới đủ tiền mua chiếc xe này cho tao á. Thiệt không? Thiệt, nhưng mà vậy, khi mà mua xe rồi á, trước tiên tao phải gửi chiếc xe đó về quê. Đó, rồi khi nào mà tao có kết quả tốt nghiệp xong nè, rồi mình có được việc làm, thì lúc đó tao sẽ chính thức trở thành chủ của chiếc xe. Yeah. Đây, bữa nữa cho tao mượn xe chạy. Trời ơi, chuyện nhỏ, yên tâm. Mày sướng thiệt nha. Sướng cái gì? Cũng tội nghiệp ba má tao lắm. Ông bả dành dùm dữ lắm người cho tao đó. Mà kỳ này ha, có chiếc xe này rồi xong, tao á sẽ cố gắng đi làm để kiếm tiền, gọi là mình báo hiếu cho ông bả đó mà. Chứ suốt bao nhiêu lâu nay hả, tao thấy ông bà dưới quê làm lụng cực khổ lắm mới kiếm tiền lo cho tao được vậy đó. Đúng rồi. Số mày sướng thiệt chứ. Mà chừng nào mình định mua vậy? Mua liền. Đây cho tụi mày coi bí mật nha. Ôi tiền nhiều quá ha. Đã nha, tao tính nhờ thầy Hòa dắt mình đi coi xe rồi mua xe luôn. Hả? Tính gì được á? Nhắc thầy Hòa mới nhớ, mới rồi tao gặp ông thầy Hòa nè, ông nói là nhắn ba đứa mình lên gặp ổng có chuyện gì gấp lắm. Mà chuyện gì vậy ta? Tao nghi hình như là chắc thầy
cáo bọn nhỏ trước cái vụ mà tốt nghiệp của tụi mình. Đúng rồi đó, tao cũng nghĩ vậy á. Đi liền, đi liền gặp ông đi. Ê, Lý Hùng, sao vậy? Đi đâu? Đi lên gặp thầy Hòa. Mày á, vì thấy hôm nay mày không bể dưới quê gì, mặt nó lúc nào cũng chùi bụng một đống vậy, tao hỏi hoài nó không trả lời. Có gì đâu. Thôi được rồi, bây giờ vậy, vui lên đi, vui lên đi. Tao sẽ dắt tụi bay đi khao một châu, được không? Vậy châu gì? Mì gõ. Trời ơi, mày vừa phải mày quỷ. Nói trời thôi, đi, tao dắt tụi bay đi ăn. Thôi được rồi, tao ăn mì rồi, mày dẫn nó đi đi. Vậy hả? Thôi được rồi, khoát. Để tao hả? Tức cái này là ở nhà, mang theo nguy hiểm lắm. Này thôi, không, đi. Mày cần mua xe gấp lắm mà. Thì dĩ nhiên rồi. Thôi mày nói nhiều quá là bao đi tao thì có gì trút tao nghe. Đi 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 đi. Thôi mày nè. Sao gì vậy? Sẵn cái nhà rồi soạn đồ giặt tao nghe. Dạ. Thì hôm nay tao đi tao giặt nhưng mà hồi tao đang vui giặt giùm tao luôn đi ha. Ê ê, vừa phải đâu mày. Cũng may thầy biết coi xe rồi trả được cái giá rẻ đúng như cái số tiền mà em có đó thầy. Thầy chờ chút xíu nha. Rồi. Để em lấy tiền rồi lấy giấy tờ rồi thầy dắt em đi mua luôn. Để lại nhìn lên. Ủa Hùng phải không? Ủa con. Trời đất ơi. Không, uống với tao không? Mày nhậu hả? Tao bữa nay tao vui quá rồi. Uống với tao đi, thầy, uống với tao. Kia. Nhìn lên. Thầy tới kìa. Ủa thầy. Thầy được. Uống với em thầy. Giờ mới thấy tôi em không? Thầy em vui quá thầy ơi. Em được chọn đi du học là ba má em chắc mừng hết lớn luôn thầy ơi. Uống với em thầy. Ui trời ơi. Trời ơi, vậy thầy uống cái gì mà uống chung vui với em thầy. Đó, thầy vừa. Thầy. Thôi, gì mà không giấu được cảm xúc vui buồn của mình nữa. Mày làm gì hết? Mày gái ơi, mày làm gì hết? Sao đó qua giường đi. Mày nói mày về trước, mày kêu thằng Sơn đi với tao. Rồi bây giờ thằng Sơn tao rồi. Tao đâu có thấy, tao về là không có thấy đó. Mà nè. Tao mua rượu ra để mình uống mà, giờ không có đó, không cần đó. Thầy uống với em thầy. Uống cái gì mà uống nè, thầy nói trước nghe chưa. Cái tin này là chưa công bố chính thức đâu đó. Rồi mỗi bộ thầy trò mình biết thôi. Dạ. Em có la cho anh. Dạ đó, đó thầy. La làng lên rồi mọi người không hiểu rồi nói tôi là nhiều chuyện nữa. Thôi được rồi. Chưa cái gì mà uống xỉn luôn ấy. Xỉn đâu mà xỉn. Mày tao thì chưa có xỉn mà. Thôi có. Cho nó nằm ngủ đi. Dạ thầy ngủ chơi chờ chút xíu thầy. Ôi tình thật thầy. Nhậu mà. Ai nói mày tao xỉn á. Nằm im đi. Tao xỉn rồi nào. Tao đánh mày giờ nha. Hả? Đó. Dạ, mày chờ chút xíu em lấy rồi đi liền thôi. Thầy ơi. Thầy. Rồi tôi nè. Rồi ngủ đi. Vui quá thầy ơi. Dạ. Thầy ơi, nhậu lên thầy ơi. Má em á, chuẩn bị kỹ lắm. Giấy tờ rồi tiền bạc đi đầy đủ hết trơn á, thầy chờ em chút xíu nghe. Tiền bạc đi đầy đủ hết trơn á, thầy chờ em chút xíu nghe. Thầy ơi. Thầy. Ủa sao? Có chuyện gì vậy Phong? Em gần thầy. Phong. Sao? Thầy nhậu em thầy ơi. Cái gì vậy Phong? Nhậu gì nữa mà nhậu. Thầy ơi. Cái gì? Không có tiền. Cái gì? Sơn. Nói cho thầy biết. Em đi đâu? Bởi vì lúc Hùng với Phong tới chỗ thầy thì chỉ có một mình em ở trong phòng. Rồi lúc Hùng về á, ha, em đi mất rồi. Rồi khi thằng Phong mới về đây á, kiểm tra toàn bộ số tiền mua xe, không cánh mà bay. Cho thầy biết, em đi đâu? Dạ thưa thầy, em có chuyện phải đi gấp. Sơn ơi. Mà em đâu có biết gì đâu thầy. Sơn, số tiền tao có cái trong rương, mà tao cũng không có khóa lại nữa. Nếu như bây giờ mày có cất giùm tao á, mày cho tao xin lại đi Sơn. Kìa Phong, tao đâu có cất đâu. Thưa thầy, lúc mà thầy nói là em được một suất đi du học á, em mừng quá, em mới mua rượu về, rủ tụi nó uống, rủ thằng Sơn nè, mà về thì không thấy thằng Sơn đâu hết á. Trời đất ơi, mà là tiền của Phong làm sao mà mất được chứ. Sơn, nói cho thầy biết đi, phải trung thực, em đi đâu? Thưa thầy, em đi là đi. Anh Sơn, anh ơi, còn lý do gì nữa, anh nói đi anh, em tin anh không phải là người như vậy đâu Sơn à. Sơn, thầy nghe Hằng nói, em đi đâu rất vội vã, có phải như vậy không? Dạ thưa thầy, đúng là anh Sơn đi rất là vội vã, nhưng mà, thầy ơi, anh Sơn ơi, anh đi đâu nói cho mọi người.